Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường tiểu học Nguyễn An Ninh, thành phố Biên Hòa. Sáng nay, hơn 1.000 học sinh của trường hân hoan đến dự lễ khai giảng. Háo hức hơn cả là hơn 220 học sinh khối lớp 1 lần đầu được học tập dưới mái trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học vừa qua là năm thứ 3 liên tiếp, trường tiểu học Nguyễn An Ninh được Ủy ban Nhân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là vinh dự đón nhận cờ thi đua của chính phủ. Phát biểu tại lễ khai giảng, cô hiệu trưởng đã gửi đến tập thể sư phạm nhà trường và toàn thể các em học sinh lời chúc mừng năm học mới vui tươi, đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới này, là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục đào tạo thành phố Yên Hòa nói riêng, tỉnh Đồng Nai nói chung.